À, chào tất cả mọi người ha. Ta để ngang mà tao không biết tao làm lại sao bây giờ, tao cũng không dám nghe để lại cái là bây giờ mà nói vậy có chút xíu thì cũng vô tình ngày hôm qua thì coi được một cái like của mấy các anh chàng dân chủ cội hẳn vậy. Thì bây giờ thì các anh lên lớn tiếng kêu giọng rồi kêu gọi là thuế má của dân đang 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 gọi là cái đang đau khổ gì, nói chung về nói chung tất tật tật thì cái sự mà coi như là những người dân đóng thuế rồi họ tiền thuế của dân ở đâu này, các cái tự lum tự ra. Thì bây giờ thì mình trước tiên á thì mình giới thiệu cho mọi người ở đây một cái nhà mà người thân của mình hiện giờ họ đang bán tạp hóa, nhưng mà thuộc tạp hóa lớn chứ mà tôi hỏi nhỏ, mình cho mình coi nha, rồi xong rồi mình đi vào đề luôn. Để coi. Ok. Đây là một cái nhà của người thân. Để mình minh chứng cho rõ ràng. Có gì chút xíu mình kêu cô em này cô ấy luôn. Đây. Đây là một cái nhà bán hàng. Các con thấy chưa? Đây là gạo. Đây là gạo. Người thấy chưa? Đây là gạo rồi, nói chung là tất tần tật. Đây là tiệm tạp hóa, mà tiệm tạp hóa là của gia đình đại khái vậy đó. Gạo gạo đây thì khỏi nói rồi, gạo đây là coi như là tính tấn chứ không có tính ký. Ok, ở đây bán tất cả những cái vật dụng của đời sống của hàng ngày của người dân. Bia bia thì đây là tính trăm két trụ chứ không có chuyện mà nói chuyện đây đại lý, mà xe tải nhà có sẵn luôn. Đây tất cả tần tật bánh trái. Các con nghe rõ không? Biết nữa cho không biết nữa nói cho đã hồi nữa. Đây thấy bia không? Đây là tất cả những cái mặt hàng mà cửa hàng này bán. Đây của cửa hàng thấy chưa? Đó. Đây là gạo, thấy chưa? Gạo đây là gạo đủ loại, có gạo ngon nhất thế giới luôn, T25 có luôn, đây T21 nè. T21 có luôn. Đấy. Bên này nè, tất cả những vật dụng nước ngoài. Thấy chưa? Đây. Thấy chưa? Đây là hai bên nhà nha. Và cái câu mà ta muốn đưa cái này lên á. Đây. Đây tôi muốn đưa cái hình ảnh này lên là lý do chỗ này tôi nói nghe. Không đóng một đồng thuế nào. Ở đây tao nói có người chủ nhà ta xác nhận. Đó, tôi nói cho mày nghe điều đó. Cái ý tao muốn nói gì đó. Để cho mày thấy rằng người dân ở Việt Nam rất là hạnh phúc và rất là họ yêu thích cái xã hội này. Đó, để tao nói mày nghe, đây vừa vô nhà mày nói chuyện. Đó là cái lời của người chủ nhà này, và họ buôn bán như vậy đó mà chưa hề đóng thuế một đồng nào. Để ngàn mai không dám chút nhích nữa. Tao nghĩ chắc cái này đâu bị lỗi gì. Thì bởi vì mình nghe cái bởi vì mình nghe cái đám bên kia nó đang than quán, nó làm buổi tối hôm qua tao vô tình thôi, thì tao vào thì tao nghe, tao không có vào, nhưng mà đứa nào lên Facebook á nó ngồi là đồng thuế của dân ở đâu này kia tùm lum tà la, nó kêu gào nó khóc nó lóc, nó làm thế mà ớn lạnh sống luôn. Nhưng mà tao hỏi mày, dân làm gì có tiền mà đóng thuế? Nó không có đóng thuế. Ở đây ta không nói là 100%, nhưng mà có đóng thuế cho nhà nước thì có nghĩa là như vậy, họ là những doanh nghiệp trung và vừa và lớn thì có thể khai thuế cho doanh nghiệp. Ta không biết cái chuyện doanh nghiệp mở doanh nghiệp làm chủ công ty thế nào, không biết, ở đây ta không biết luật Việt Nam. Nhưng mà cái cô em này, cái cô em ở đây mới nói rằng nếu anh mở một cái đại lý hoặc là một cái doanh nghiệp thì nhà nước rất là ủng hộ và nhà nước giúp đỡ điều kiện để cho anh làm giàu, chẳng hạn như cho anh vay vốn, cho anh vay ngân hàng lãi suất thấp, miễn thuế cho anh những năm đầu tiên để anh mở cửa, để anh làm một cái chuyện gì của anh. Đó đó là mở doanh nghiệp, đó là họ tạo ra một cái cơ sở mà giúp đỡ người dân phát triển. Cô này cô nói rất nhiều cái hay lắm mà ta không nhớ hết, nhưng mỗi điều này nói như vậy để hiểu rằng cái xã hội Việt Nam người dân hoàn toàn tự do và những người gọi là tiểu thương hầu như không ai đóng thuế mẹ gì cả. Chính cái cửa hàng tao đưa ra cho mày coi, đừng có xạo đụng mắm, tao tính chửi, đừng có xạo sự, đừng có nói dóc nói láo,
Tao thì cái gì vậy? Tao nói là không có bằng chứng, có sự thật, có hình ảnh đàng hoàng. Chứ tao không phải nói giống tụi bay. Tòa là ngồi khóc lóc bà, tao nói là người dân ở Việt Nam đang sung sướng, họ đang hưởng thụ một cái đời sống rất ư là thoải mái, và họ rất ư là cái buổi chiều con đường ở đây nè, hầu như tất cả các quán ăn quán nhậu đầy đông nghẹt khách, và họ chẳng quan tâm gì cái đám tụi bay cả. Tụi bay la, tụi bay gào này kia, và cái mức độ giàu á, đúng một cái câu nói mà ta nghe hoài từ nhỏ lớn, dân giàu thì nước mới mạnh. Tao nghĩ là nhà nước Việt Nam đúng theo, làm đúng theo tiêu chuẩn đó, có nghĩa là làm cho dân giàu, đời đầu tiên là dân giàu trước rồi nước mới mạnh sau. Và họ ở đây có một cái có những cái mà những người đàn bà chân chất thôi mà họ đã có một cái đầu óc rất là hay đó. Rất là hay. Nói như vậy để cho mày hiểu này, để bỏ bẻ gãy cái luận điệu xuyên tạc của tụi bay đi. Ở đây dân không có đóng thuế còn mẹ gì cả. Thì bà này bà cà bá mới kể chuyện một điều này. Ở trong chợ đó, thường thường họp chợ đó, thì thường thường là có 2.000 đồng đóng thuế hàng ngày. 2.000 đồng đó nó ghi trên giấy là để chờ thuế, thuế hoa chi. Hoa chi là gì? Hoa chi là mày, chỗ ngồi của mày đó, chứ không phải là thuế đi đâu. Thuế hoa chi chỉ suốt buổi chợ chỉ có 2 đồng, 2.000 đồng bà thôi. Mà hôm nào mà lễ lộc mà đông người quá nó tăng lên đồng bạc là 5 đồng mà là đủ. Nó nói buồn cười đó, mày cái tin là phải giác cho tao chém mày không đồ mà. Cái dân Việt Nam mà nó vậy, nó khổ vậy. Tao nếu bả có rảnh chưa, không rảnh tao mời bả vô, bả cũng ngại lên mạng lắm, nhưng mà tao mời ráng năn nỉ bả, đây là người dân, nhân chứng sống ở thành phố Hồ Chí Minh này, và hiện giờ người ta đang buôn bán, mày hiểu chưa? Tao tính đưa anh Phượng lên mà tao sợ nó hư cái like nữa, bởi vì nãy giờ rất là nhiều lần rồi, giờ lên thử đại ha, hư hai thôi bỏ. Nhưng mà cái mà tao nói cho mày nghe nè, cái mặt hàng mà cái nhà này buôn bán như vậy chưa hề biết đóng thuế 1.000 đồng bạc nào cho nhà nước. Nói như vậy cho mày hiểu rồi, đừng có xạo sự, đừng có mẹ, đừng có tào lao, toàn là cái thứ coi gì siêng ăn rồi biếng làm ngồi đủ, nó không làm gì sao nó giàu được. Mày thấy lạ luôn không? Chia sẻ của bự các cô xem cũng không được hả? Thôi kệ đi, nhưng mà cái like này mình giữ trên cái like của ok. Bây giờ á thì em ơi rảnh chưa? Rảnh là lên người thực việc thực, nói vài câu cho người ta biết thế nào là, bởi vì ngày hôm qua hôm kia anh nghe mấy cái la kia, tụi nó nói là toàn là thuế má của người Việt mình, là đa sống trong sự khổ cực bị đàn áp Thì cộng đó sản tụi như nó. Thì bây giờ em thôi ngồi đây đi, em thì em nói nhà chuyện doanh nghiệp mà người ta đây 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 thôi, đây lấy ý kiến, lấy ý kiến. Bà chấp nhận thì đó, thì chính vì bà nói, nhưng mà tôi nói thì nó nói tôi rồi, vô lấy kiếm này vô, tôi nói nó kêu tôi bưng bô khổ vậy đó. Cho nên việc đó ý tao muốn nói cái điều này là để cho cái người dân ở thành phố Hồ Chí Minh nói, để cho tụi nó sáng mắt cái tụi bay ra, chứ tao tao không thích tào lao. Đúng rồi, nhưng mà dưới nghe rõ là ok rồi, để tao đẩy tao ráng, tại vì bữa nay xong bả rảnh cho nên ra tao dính mời bả lên đây là cô em. Cho nên vì chỗ đó ta muốn rồi, đây là một cái người chủ một cái cơ sở và chủ cái nhà và chủ buôn bán đây, để nói để cho tụi bay hiểu rằng thế nào là đúng và thế nào là sai. Chứ ta không nói, nếu tao nói thì tụi bay nó sẽ nói ớ tưởng gì cái thằng nó xạo, thằng bưng vô cộng sản thằng kia, đâu không phải vậy. Và tao về đây cũng được 2 tuần rồi, và tao đã chiêm nghiệm được cuộc sống của người dân đây rồi, thành ra tao nói ra, tao nói cỡ nào thì tụi dân chú cuội nó cũng nói ô này bưng bô mày xạo mày sợ, để cho người dân ở đây nói để cho tụi nó hiểu, đúng không? Thâm cùng bí sử của những cái doanh nghiệp và những cái người buôn bán lẻ nhỏ đó, để cho mọi người mà để mà sáng con mắt ra, để tụi kia trời ơi nó nói là cái cục xà bông cái chuộng giấy đi cầu cũng đồng thuế của nó gào nó khóc nó làm thấy gớm lắm kìa, rồi tiền thuế của dân ở đâu này kia làm cái gì. Má cha nó rượu má tao xin gì, cái tôi bực đó là tao bà tao tao tính chửi rồi, nhưng mà tao nghĩ đi nghĩ lại không được, mình lên mình nói thì tụi nó nói mình là bồ đỏ bưng bô rồi, mày không biết con mẹ gì chứ mày mới về nước này, ra tao nhường lại cho người dân ở đây là
Đúng rồi đó Peter, chủ vựa gạo mà chưa hề đóng thuế lợi tức, bà không biết đóng thuế, bà không biết từ xưa, bà không biết đóng thuế. Mà không phải là không biết, cái ta nghĩ là cái chính quyền này ai là không biết gì đó, nhưng mà họ muốn giúp đỡ cho người dân để mà vươn lên. Theo tôi nghĩ là vậy, làm gì chính quyền địa phương mà làm sao không biết được, chuyện vô lý đúng không? Nhưng mà họ không đóng thuế là bởi vì họ muốn người dân giàu có. Thường thường tôi hay lên mạng thì nghe những cái luận điệu mà xuyên tạc của bọn cái dân chú cuội đó, mình rất là bức xúc cái việc đó. Nhưng mà bà nghe được thì bà nói trời đất ơi, bà tức lắm, bà nói mà ước sức tôi mà tôi đấm vô mỏ nó. Nó có khác chăng nữa là dịch đã giải trình hết rồi, cửa hàng sao đóng thuế, sao doanh nghiệp sao, bà cũng nói đã nói bà là doanh nghiệp mà. Xoay qua một chút về vấn đề coi như vấn đề tự do dân chủ, tôi nó muốn nói cái điều này, không biết là đáng lẽ bây giờ mời anh Phương, ở bên Phượng lên, mà sợ mời anh Phượng lên nó lại hư, nó khỏi để tôi nói xong đi rồi hồi nữa anh Phượng có lên lên không được thì cũng cũng không sao. Mà Bích Liên hồi nãy giờ có thâu không, chắc là tao sợ là khi mà tắt cái like này cái là bắt đầu nó lại mất tiêu luôn là sao á, bị cái này là cái nick này ra bị trục trặc. Mới đi đâu mà một cái bà mình gọi bác, tức như là cái một người em cùng chèo của tôi, nó mới bà mới bị mất. Thì tôi muốn nói vậy nè, ở nước Mỹ á, cái chết á, cũng không được tự do, tại vì nguyên tắc cái nước Mỹ là vậy, có nghĩa là khi anh mất, người thân anh mất, anh không được quyền để ở nhà, và anh chỉ gọi 911 và nó tới là nó chở ngay đi ngay liền vào nhà xác, và bỏ vào khi người ta lấy cái nội tạng ra để cho nó khỏi hư á, thì người ta mới bỏ vào nhà xác xong chờ nhà hoàng đó số thứ tự người nào trước đến trước, người nào sau đến sau, và nó dành cho mình một khoảng thời gian không phải một ngày là khoảng mấy tiếng à, từ buổi sáng cho đến buổi từ khoảng 4-5 tiếng đồng hồ à, để nhà hoàng, để người thân tới để mà người ta cúng bái hay cái gì đó, làm thủ tục về vấn đề đạo gia tôn giáo đó, rồi xong bắt đầu đi, một là thiêu hai là chôn, nếu anh nào có tiền thì chôn, người nào mà không có tiền thì thiêu, đó là cái chuyện đó. Tức là anh không có được quyền kéo dài thời gian của cái người người anh mất. Đây tôi mới đi một cái đám ma của người em cột chèo mình gọi là bác mới bị mất, thì bà này mất thì bà bác mất thì đem về, bởi vì mất tuổi già mà 93 tuổi cho nên đem về nhà, thì nó mới nói một câu về ở đây những nếu anh có tiền mà anh làm những cái mà không đều kỹ thuật về pháp y, kỹ thuật về bệnh y tế đó, bảo quản y tế đó, thì anh để tuần lễ cũng không sao cả. Tất nhiên ở đây rồi nó kéo tới nó đàn đúng, nó đàn hát, nó uống rượu uống bia để mà trong suốt đêm 3 ngày liên tục, tôi xuống xí là tôi chịu không nổi, tôi chạy về à, đó là 3 ngày. Nói như vậy để chị hiểu rằng cái chết ở Mỹ và cái chết ở Việt Nam, cái chết ở Việt Nam vẫn còn tự do hơn, là bởi vì sao? Anh có tiền anh để lâu bao nhiêu cũng được, cái ăn thu anh giữ được vệ sinh môi trường. Và Việt Nam bây giờ nó có cái này, có nghĩa là nó có những cục đá mà nó gọi là lạnh âm 200 độ C, nhớ cái điều đó nha, nó bỏ vào trong hòm đó. Thì cái xác người đó nó cứng ngắc và nó còn nó cứng hơn đá âm 200 độ C, đừng mà nó bỏ đầu đầu một cục dưới một cục là coi như vĩnh viễn, và anh có thể cái xác vẫn bị ok. Nói như vậy để cho mày hiểu. Còn những cái chuyện mà tự do như người hồi xưa giờ bố bà bác cũng đã lên làm bác nói rồi, và ngày hôm nay thì sẵn có cô này cô đang rảnh, cô bán hàng nhưng mà rảnh thì bố lên cô giúp cho bố cho bác một số vấn đề thuế má của người dân. Và bà này bà tuyên bố một câu về cho bà đi nghỉ bóng đi, bởi vì tiền bà quá nhiều rồi, bà là doanh nghiệp rồi, con trái con bà là xui gia xui, xui trơn trọi rồi, thành đạt rồi, bà người nào người nấy cũng giàu, nước dắt đổ tường, nói chuyện tiền tỷ nói với nó là chuyện nhỏ, mà nhà nó còn có mấy đếm tiền nữa, mà bà nghĩ sao vậy? Vì chỉ có những cái đứa mà không làm mà đòi ăn thì những cái đứa đó mới là khốn nạn nhất và hay xỉa xói về đất nước của ta, của tao. Nhưng bởi vì khi tao nói ra đó, không có minh chứng thì tụi nó nói tao đủ, mà cái thằng này là bưng bô hoặc là cái thằng này để khái nịnh bợ, không có. Hôm nay tao ráng tao mời được một người này lên để chứng tỏ, mở con mắt tụi bay ra, hiểu chưa? Đừng có xạo, đừng có tào lao.